mình đã làm được cái gì cho cái cuộc đời chưa? Mà phải chết, điên nào mà chết. Hả? Các bạn nhìn thấy tuyệt vời chưa? Bụi cáo đẹp không? Thấy ý chưa? Tuyệt vời. Thối hoắc ấy. Tưởng thơm thơm mùi trầm mà thối hoắc. Nghĩ cái cáo này khủng khiếp không? To, đẹp. Xin chào các bác nhá. Hôm nay anh em tôi đi hái phong lan. Vừa thấy cái bụi hoa lan trên này to lắm các bạn. Không biết là phi điệp hay là đưa cáo đây. Ba bà. Đi lên trên núi, đỉnh núi này là đi đường này phải không hả bà? Đi đường này. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Sao lại cáo mùa này vẫn còn nở nhỉ? Lạ nhỉ? Em cứ nghĩ là nó là phi điệp cơ. Ai ngờ cáo. Cáo thì dở rồi. Mệt lắm đấy. Sắp đột rồi. Vỡ mộng rồi. Có nghe không? Hả? Đâu? Ờ, cái hàn đấy. Mệt quá bác ơi, vừa ấy anh em chúng tôi đi nhầm đường. Ra mệt quá. Còn nửa chặng đường nó đến nơi. Đến cái chỗ mà cái bụi lan mà tôi nhìn thấy. Đây này các bác ơi. Cái cây, cái lá han này. Đây. Han trắng. Ui, rát lắm anh ạ, cỏ này vào cũng rát lắm. Em nói em bị phát này. Trắng với đỏ khác với nhau. Mệt quá. Đi đi. Nước vào cặp bao giờ không? Đi đi đi, càng nghỉ ở đâu càng đời càng mệt. Đi sắp đến nơi rồi. Cố lên cho con nó khỏe. Nào. À. Từ đấy anh em tôi đứng ở dưới kia kìa. Hàng tre các bạn ơi. Anh em đứng tôi đứng ở dưới cái hàng tre kia nhòm lên nhá. Thì nó nằm ở cái thẳng đây. Mới đầu tôi tính toán là tôi định đến cái điểm này để buộc neo này. Đóng neo đây xong rồi chuyển xuống dưới đây. Thì nó ở ngay dưới này rồi. Đầu kia, chính xác nó ở đầu kia. Đầu kia. Hết chuyện này ra đến nó luôn. Em chỉ lo là nó mọc ở trên cái cây khô to ấy. Lại phải kéo hẳn cái cây đấy hơi hiểm tí nhỉ. Thà đu hẳn đu một phát thẳng xuống đến nó thì không sao. Thôi bây giờ anh em chúng tôi xuống dưới triển khai các bác nhá. Đây thấy rồi các bác ơi. Kia đẹp không kìa. Hả? Lên được không? Nhìn phê lắm các bạn. Nhưng mà không phải là phi điệp. Thế mới buồn. Nhưng mà dù gì nó cũng là phong lan rồi. Bụi đuôi cáo khủng khiếp luôn. Ở mọc tự nhiên ở rừng. Dè cáo khủng hoa sai chữ chi đấy. Cả canh to à?
để em xem nào, xem nó mà ấy nó không lấy được cây to, mình không to quá mình không nhấc thì mình nhấc cả tảng đấy này. Đây, đây các bác ơi. Em lên giải cứu ạ. Đấy, bụi cáo đẹp không kìa. Hòa, tí ngát hết rồi. Đây, đấy, bụi cáo đẹp chưa? Bụi cáo đẹp chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy, hòa tí ngát hết. Mới đầu tôi cứ tưởng là phi điệp, nhưng không phải phi điệp. Buồn đây. Cái móc tít lên kìa. Móc gì? Có đường sang lên đường thật á? Ờ, đi cái tao này. Để em một sang. Cái tăng lên kia, ở chỗ giữa hai chân lên được. Rồi. Ôi anh Nam ơi, đường này không lên được đâu. Không được đâu. Hả? Ủa giờ cái gì? Từ em xem nào, xem trèo được không? Không trèo được đấy. Anh không trèo được đâu. Em sợ anh không trèo được đấy. Xem nào. Không trèo được đâu anh Nam ạ. Đừng trên đi. Vòng trên anh Nam ơi. Quả rau ngót rừng này các bạn. Quả rau ngót rừng nhá. Không biết là ăn được không nhưng mà cứ ăn ạ. Ngọn nó ăn được là ăn được. Mà hạt to đùng mà. Rau ngót ăn có ớt không? Ớt đấy nhỉ. Xem quả nào chín mềm mềm ăn. Chà không biết đâu. Ăn rồi đúng khát, đúng khát nước. Quả trong cùng này nó to trước mà. Ra gì không? Ngọt ngọt phải không? Chống khát được nhỉ? Say không không biết được không? Hả? Chặt chặt. Em không lấy chai đâu, anh ăn quả xanh rồi. Rau ngót rừng nữa các bạn. Cái rau ngót. Phải thì phải cái rau ngót rồi. Quả phải rồi. Nhưng ăn không biết có phải hay không thôi. Ừ, phải. Ăn được ngọt nó quả không ăn được á? Đã hơi à, biết bơi à. Thấy cây là ngon chưa? Dây ăn được, tại sao người không ăn được? Ừ, người ăn được cây này rồi. Quả vàng à. Thôi cứ ăn thì đang khát nước, ăn mà thấy nó không khát thì cứ ăn rồi. Thôi bây giờ đi lên đường nào? Chả nhẽ có điện người thân bố à? Alo bố à? Bố chỉ đường như con. Quả này ăn được không phải không? Không ăn được đâu. Thì xong rồi, vừa ăn làm nắm rồi. Ôi kia lan kiếm à? À? Đâu? Trên cây à? Dạ, trên cây nào? Không, nó là cái cây ấy kia nó mọc lên ạ. Cái cây tại như thế này. Đúng khác. Mệt quá các bạn, vòng lên đường trên thì mãi vẫn chưa thấy sang được tiếp cận sang chỗ gốc cây đấy. Bên dưới kia không trèo được. Cho ông anh mới đi gạt đường trước là tìm được đấy. Đây có một rẻ lan ấy, gọi là cái gì? À, cái gì nhỉ? À, nhớ tên nữa nhưng mà cái loại lan này nó cái hoa của nó không được đẹp. Một bụi nó đổ gốc cây. Tí tôi đi qua đây tôi cho các bạn xem. Đang để ông ấy đi dò đường trước đã. Em không biết nhưng mà hoa nó màu vàng vàng. Chùm nó to phết đấy, hoa, chùm hoa to phết. Hoa là cái gì nhỉ? Em bỏ rồi, phải qua cái này đi. Thắt lên cho nó xuống. Không qua được á? À? Lại lên trên nữa à? Hả? Nhưng mà qua được không? Ờ thì anh cứ thử đi xem có người không xem nào. Đợi em khác bích kiểu. Mệt không? Nói chung là được. Mỗi tội hết nước. Hiện tại là hết nước rồi các bạn. Nó cách đây 50m đấy ạ. Đi vòng lên trên này. Tụt xuống. Ui giời, nó ngắt. Uống nốt nước là giọt nước cuối cùng rồi. Xong là triển khai thôi. Đấy nó đi xuống thẳng thôi. Mà lắm mệt vừa cũng phải vẫn phải lết xuống dưới. Mà cái đuôi lan này lan đuôi cáo các bạn. Nó thuộc dạng các loại giá dễ dáng hương như này. Nên là cầm nó đi hơi khó. Nên là khó. Bây giờ xong rồi anh viết trước. Cầm đoạn dây đi trước. Để lên xong rồi đến đoạn nào điểm đấy anh dừng lại em rồi buộc đây và lôi ba lô em đi sau em đẩy lên. Bây giờ phải lết như này các bạn. Để một người trước xong rồi người sau để mình đỡ cái ba lô này
đỡ ba lô lên. Con đường này đi nó hiểm trở, không đeo ba lô được, đeo ba lô dụng như chơi các bạn. Này nhóm ở đâu đây? Hả? Cây nào? À, ôi. Nào. Cây à? Dưới cái cây này. Đó này. Này, không la đây là một bụi. Nó tướng. Ngại không đi qua được đây nhỉ? Nào, anh cài ở đâu đi, xong rồi anh lại đi tiếp đi. Để đâu đi, xong rồi đi tiếp đi. À, từ em lên trên trường thường em mới soạn dây rồi cho anh. Cái này không phải đuôi cáo. Cái này không phải là đuôi cáo. Không phải đuôi cáo. Bây giờ cứ đi từ từ thôi, bảo đoàn năng lượng đỡ. Mất sức đỡ về vã mồ hôi, đỡ mất nước. Cái cây này rất nhiều phong lan nha các bác nha. Nhưng mà nó không phải loại đuôi cáo đuôi củng gì à. Cái loại lan này hoa nó không đẹp bằng mấy loại kia. Bác về chỉ thêm nặng người thôi. Ê! Để vào cái chặt cái đi. Đấy, anh đi tiếp đi. Này sảnh cái là xuống luôn đấy các bạn. Đá lở. Đá lở ở đâu đánh dấu vào? Đây. Rồi. Đây các bạn ơi, biết núi núi đá này không để ý là những độ nguy hiểm nó đây này. Mình cũng không biết, mình dùng lực mình bám toàn lực vào đây là xong một phát ở xuống vực luôn. Đấy. Đây nhìn thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Nên là đi này. Những cái chỗ mình bám mình phải lung lay trước, lấy tay mình lắc trước. Khi nào cảm thấy nó chịu được cái trọng lượng cơ thể mình thì mình hãng vịn. Đây, đâu? Thấy nó chưa? Đâu, nó đâu? Yeah. Nó đâu? Đâu, cái cành kia có phải đâu? À, ngoài nữa. Người ta chúng ta nhìn thấy. Đâu? Xả đấy. Bên này, trên này thì lấy đâu chỗ buộc anh. Đâu? À đây, đây. Thấy chưa? Đây rồi, đây các bác ơi. Lan đuôi cáo. Ây, bụi cáo nó cụ. Ở đây, anh tụt xuống đến chân nó đây. Ừ, đi thôi. Đó, thế phát đường đi thôi. Bẻ đường xuống. Đây các bác ơi. Được quả dề cáo vào ví, mí má nào. Đây. Láo nào ở tí chặt được nhờ. Ui, bôi buộc kiểu neo kiểu gì được để nó đứng. À nhưng mà xuống đây cũng không đu được. Phải ra từ gốc nó nhờ. Nói gì nữa. Anh quẳng cái dây kiểu gì đấy? Lấy dao chặt thôi. Ta mà thả xuống đường tìm đường chứ đi. Đúng rồi. Đây các bạn, cái cáo nó đẻ ra đây. Cái này, đây, cái cáo con này này. Đây, nó đưa cáo con này, nó lại hạt nó mọc đẻ ra đây này. Đấy, đây này. Kia có một cây đấy kìa. Đây này, cây của canh này nhá. Ngoài kìa, nó đưa cáo các bạn. Đây, đẻ gốc đây này. Đấy. Đưa cáo á. Nhiều phết này. Đi kìa. Các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Ôi, nhìn thấy chưa? Mày tôi đang lắp neo lắp nủng các kiểu rồi, xong rồi sang tụt sang bên đấy. Bóc gói bao rồi thôi nhờ. Bây giờ chặt không chặt được. Bóc còn khó đây này. Mình giữ nó cẩn thận nó không bị dập lá thôi nhỉ. Dạ cây mục rồi.
Nếu mà lấy được từ ngã ba kia thì đẹp quá nhỉ. Cứ leo ạ, không phải tính sau. Bây giờ đi xuống dưới kia để chặt ấy chết ạ. Cây kia đá nhá. Nó ra rồi. Nhiều đến chặt không? Được đủ sức người, được đủ người em. Mình có phải nào gì vậy? Chưa đâu, em đợi em đặt vào này. Bắt dòng dọc vào mà. Để dòng dọc vào. Bắt đây để nắm dọc dọc ấy. Đố đá cái thùng à? Nó thùng đố à? Nó có kén nước trong hay gì hay là gì? Nó có kén nước trong hay là thông đố luôn? Dưới đấy tới chú ra lan. Hả? Tới. Cái gì? Để ý đoạn đuôi ý. Yên tâm đi. Chứ anh không phải con ghè đâu. Mạng sống của em. Em quý em chứ. Ta làm gì thôi, cuộc đời họ gọi là mắt mặt. Dòng họ. Dòng họ cái gì? Mình đã làm được cái gì cho cái cuộc đời chưa? Mà phải chết, điên nào mà chết. Đó. Gạt gạt các cái cây xuống trơn lắm ấy. Có chứ. Thôi, đây các bạn nhìn bụi lan chưa, bụi cáo chưa? Lan đuôi kéo, đấy. Bụi to đùng. Bây giờ mà làm nào để lấy nó mới là quan trọng này. Sao không làm còi? Khát nước đấy chứ. Không biết là có chặt được không này. Cái cây này mục mình, ui cây này mục lắm. Cái này khả năng là phải bóc rồi, không chơi cả, bóc cả dè thôi, không ấy được rồi các bạn. Tìm một neo nữa ở đây thì tốt. Chân mình không có mùi hôi cơ. Chết. Chỉ có mùi hôi ngửi chứ. Sản khoái tinh thần đứa khát nước. Bây giờ tôi đang rất là khó khăn ở đây đây. Đừng nhảy mục rồi. Ôi dồi, anh ơi. Mục nó chắc lắm vơ. Bây giờ buộc neo. Buộc neo vào cái này. Hả? Buộc neo cấp thấp vào tay. Thử đã. Giờ ta sợ tủ mấy cây đấy mất cả lan ấy. Chà nó dập hết đấy. Đúng cái cành kia, nặng đấy. Ui, các bạn nhìn phê không? Các bạn nhìn thấy phê không?
Ơi, nhìn thấy đẹp không? Bụi cáo quá khủng luôn. Ây giời ơi, anh ơi, có khi bẻ cái bình quàng dây của mình kéo bẻ nó vào đây vả? Được. Nhờ. Đúng không? Chặt từ từ đã, quàng dây vô đây. Đi qua đây. Dây thì yếu đầu đây các bạn, dây yếu vào xong rồi này kéo đủ được ấy nhỉ. Ừ.